Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang tiến đến khu lễ hội dành cho Halloween. Thì tối nay mọi người khắp mọi nhà thì đổ đến đây. Ngay tại lúc này đây thì các bạn thấy đó, bãi giữ xe rất là đông. Thì ở đây không có ai giữ xe như bên Việt Nam mình hết đó, là phải có người đứng rồi thu tiền đúng không? Nhưng mà ở đây thì có chỗ là người ta đậu thôi, miễn là không cản trở giao thông là được. Chú anh chị và các bạn đã đến với channel của mình, thì hôm nay hãy cùng mình đi khám phá tập tiếp theo của bộ series là ngày âu hay ma quỷ âm như thế nào nha. Thì bây giờ Diễm đang đứng trước cái hội chợ này là Halloween, thì tuần sau sẽ là Halloween rồi, cho nên là tuần này mọi người đã rất là háo hức để mà đi đến đây tham dự một cái gọi là một cái lễ hội như thế này. Và hãy cùng mình khám phá ở trong như thế nào. Thank you.
Thì bây giờ như các bạn đã thấy thì người ta đã dựng lên những cái bục như thế này để mà mình có thể ngồi và mình chụp hình đó.